Sau khi lập cú hat-trick vào lưới Tottenham, Ronaldo đã chính thức phá kỷ lục của huyền thoại Josep Bican, trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với 807 bàn thắng. Dường như quá ấn tượng với màn trình diễn hủy diệt của CR7, một huyền thoại của làng thể thao nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đã xuống tận sân thi đấu để chúc mừng siêu sao người Bồ Đào Nha. Còn với Ronaldo, anh cũng không giấu được sự phấn khích khi một tượng đài thể thao đứng trước mặt mình. Chân sút 37 tuổi đã đăng tấm ảnh chụp cùng huyền thoại kia đăng lên trang cá nhân kèm theo dòng tweet: "Luôn là niềm vinh dự và hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui với một gấu khác." Đó không ai khác chính là Tom Brady, cầu thủ bóng bầu dục vĩ đại nhất mọi thời đại, và thật thú vị làm sao khi hai gấu của hai bộ môn thể thao đứng cùng trong một khung ảnh. Đáp lễ lại tấm chân tình của Ronaldo, Tom Brady cũng đăng một video về CR7, một đoạn clip ngắn khi siêu sao người Bồ đăng livestream và hô vang chữ siêu như thể ăn mừng bàn thắng. Anh hùng trọng anh hùng với Tom Brady, bóng đá không hẳn là môn thể thao yêu thích của anh, nhưng với riêng Ronaldo, cựu cầu thủ NFL này luôn có sự ủng hộ đặc biệt. Trước khi trận đấu vừa qua diễn ra, Tom Brady đã viết trên Twitter rằng: "Chiến thôi Cristiano và Kane, tôi sẽ rất phấn khích nếu cậu ghi bàn, Harry, nhưng tôi hôm nay cổ vũ Man United nhé." Sự ủng hộ này có lẽ đến từ sự ngưỡng mộ mà Tom dành cho Ronaldo, bởi lẽ hai con người này dù chơi ở hai bộ môn khác nhau, hai quốc tịch riêng biệt nhưng lại có những nét tương đồng đến kỳ lạ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi chiêu mộ Ronaldo vào hồi tháng 9 năm ngoái, nhà Glazer, chủ sở hữu của United, họ hy vọng Ronaldo sẽ có tác động tương tự ở Old Trafford như cách Tom Brady đã từng tung hoành tại đấu trường NFL. Nếu theo dõi hoặc từng ít nhất một lần tìm hiểu về bóng bầu dục, không ai là không biết đến Tom Brady. Những thành tích nói lên tất cả, cùng Patriots, Brady dự 10 trận Super Bowl và thắng 7, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Anh 4 lần đoạt giải cầu thủ hay nhất Super Bowl và thêm 3 giải cầu thủ hay nhất khác của NFL. Trong số này có cả trận Super Bowl kinh điển năm 2017. Để dễ hình dung, trận đấu này giống như loạt series NBA Final 2016 giữa Cleveland Cavaliers và Golden State Warriors vậy. Khi đó, New England Patriots của Tom Brady tưởng chừng đã nắm chắc thất bại khi bị dẫn với tỷ số 3-28. Thế nhưng Tom cùng các đồng đội đã làm nên cuộc lội ngược dòng điên rồ và chiến thắng chung cuộc với tỷ số 34-28. Cựu cầu thủ sinh năm 1977 trong suốt sự nghiệp nắm giữ gần như mọi kỷ lục ở vị trí tiền vệ, bao gồm số lần chuyền bóng, số lần dứt điểm, lẫn đường chuyền chạm bóng. Tom cũng là cầu thủ nắm nhiều kỷ lục cá nhân bậc nhất giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL, trong đó có 278 trận thắng tính cả mùa thường niên lẫn playoff. Trong lịch sử giải đấu không ai thắng nhiều như Tom. Với những chiến tích vĩ đại trên, có người đã ví Tom như Michael Jordan của làng bóng bầu dục. Nhưng có lẽ nếu để tìm một ai đó tương đồng với Tom cả về danh hiệu lẫn phong cách thi đấu và sự kỷ luật trong tập luyện, có lẽ Cristiano Ronaldo là người có những nét tương đồng hơn cả. Siêu sao người Bồ Đào Nha nổi tiếng không chỉ bởi tài năng ở trên sân cỏ mà còn nhờ sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật, lối sống khoa học và khát khao chiến thắng tới tột cùng. Ở Tom Brady cũng vậy. Cũng giống Ronaldo, xuất phát điểm của Tom Brady không phải là một thiên tài thể thao. Thậm chí tại kỳ draft năm 2000, anh được New England Patriots ở lượt thứ 199 trong vòng thứ 6. Một vị trí cực thấp đối với đấu trường NFL. Thế nhưng ngay từ lúc đó anh đã khẳng định với ông chủ Robert Kraft của Patriots, lựa chọn tôi là quyết định đúng đắn nhất trong lịch sử đội bóng. Dĩ nhiên con đường của Tom không hề bằng phẳng. Ở thời điểm mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Brady cũng chỉ là một quarterback dự phòng cho đội bóng, bởi ở New England khi đó đã sở hữu Drew Bledsoe, quarterback chính của đội bóng. Thậm chí Bledsoe được xem như ngôi sao hàng đầu của giải NFL. Tom Brady khi ấy vẫn chưa thể so bì được về mặt trình độ lẫn kinh nghiệm thi đấu với bậc đàn anh, và Tom phải chấp nhận ngồi mòn quần trên ghế dự bị suốt ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Nhưng Tom chưa bao giờ tỏ ra nản chí, anh không ngừng tập luyện, trau dồi bản thân và chờ đợi cơ hội sẽ mỉm cười với mình, và mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp. Chấn thương nghiêm trọng ở mùa 2001 khiến Bledsoe phải ngồi ngoài và tạo cơ hội cho tân binh Brady. Taylor, cầu thủ từng chơi cho Patriots trong 4 mùa giải, từng chia sẻ với ESPN: "Khi Tom được ra sân trong đội hình chính, chúng tôi chỉ mong cậu ấy đừng mắc lỗi gì nghiêm trọng. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in một câu nói của Tom với chúng tôi trong một lần trò chuyện. Ngày ấy Drew Bledsoe là một quarterback xuất sắc, nhưng Tom vẫn khẳng định Drew không có cửa lấy lại được vị trí đâu. Tôi lúc đó thấy rằng thằng nhóc này khẩu khí khá đấy, nhưng tôi cũng nghĩ rằng đây là giải chuyên nghiệp và Drew lại là người được chọn từ lượt draft đầu tiên với một bản hợp đồng khổng lồ. Chúc nhóc may mắn." Nhưng Tom thì khác, cậu ta nói vậy hoàn toàn không thiếu tôn trọng Drew, mà đó là lời khẳng định cho nỗ lực của mình. Và đó không phải là những lời nói suông của Tom Brady. Sau khi bình phục chấn thương, ngôi sao Drew Bledsoe không còn cơ hội trở lại với đội hình chính. Dù vừa ký hợp đồng 10 năm vào tháng 3 năm 2001, Bledsoe buộc phải chuyển sang khoác áo Buffalo Bills từ mùa giải 2002 để tìm kiếm một suất chơi chính. Còn với Tom Brady, không chỉ từ gã dự bị ngàn năm trở thành một quarterback chính thức của đội, anh còn vươn tầm ngôi sao và đưa Patriots trở thành một trong những đội bóng thành công nhất lịch sử với 6 chức vô địch sau 19 năm tận hiến. Trong tất cả mùa, Brady xuất phát ở vị trí quarterback, Patriots đều thắng nhiều hơn thua trong mùa giải chính. Khi rời New England để cập bến Tampa Bay Buccaneers năm 2020, Tom Brady tiếp tục khiến giới mộ điệu lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng khi giành chức vô địch NFL ở tuổi 43. Và một lần nữa, giới truyền thông phải tốn giấy mực để đưa cái tên TB12 lên mọi mặt báo. Thật khó để lý giải vì sao ở độ tuổi như Brady vẫn có thể duy trì được phong độ đỉnh cao như thế. Câu trả lời có lẽ chỉ có thể là kết quả của quá trình khổ luyện. Một thống kê chỉ ra rằng chỉ 5% cầu thủ duy trì được sự nghiệp bóng bầu dục tới năm 42 tuổi. Brady làm được điều đó với một chế độ ăn, ngủ, tập luyện hà khắc. Chia sẻ trên sóng radio WEEI năm 2020, huyền thoại gốc California từng bật mí bí quyết giúp anh giữ vững được phong độ dù ở độ tuổi 40. Tôi đi ngủ rất sớm vì thói quen dậy sớm, những lựa chọn cá nhân tôi luôn xoay quanh việc nâng cao trình độ chơi bóng. Do đó mọi quyết định về đồ ăn, thức uống đều phục vụ cho sự nghiệp bóng bầu dục. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất có thể mỗi ngày, mỗi tuần. Tôi muốn làm người giỏi nhất vì các đồng đội. Tôi yêu bóng bầu dục và muốn chơi bóng thật lâu nữa. Để làm được điều đó, tôi cần làm khác những gì mọi cầu thủ khác thường làm. Những bài tập sức mạnh, thể lực và cách sinh hoạt đều rất quan trọng bởi không có điều gì khiến tôi hạnh phúc như được chơi bóng và tôi muốn kéo dài điều này nhất có thể. Nghe thật giống Ronaldo đúng không? Siêu sao người Bồ nổi tiếng về việc dậy sớm tập luyện tại Man United và từng khiến Carlos Tevez tức điên vì không thể tới tập sớm hơn đồng đội. Brady cũng có câu chuyện tương tự. Rooney Harrison từng chơi cho Patriots trong giai đoạn 2003-2008 kể rằng khi tôi mới tới New England, chúng tôi trở thành bạn bè, tôi đến phòng tập tạ vào 6:30 sáng và nghe Brady nói chào buổi chiều, thế là ngày hôm sau tôi đến sớm hơn 15 phút và điều tương tự lặp lại. Ngày tiếp theo tôi đến từ 5:45 và nghe anh ấy nói chào buổi chiều tới tận 2 lần. Cuối cùng tôi tới lúc 5:30 và trước khi Brady kịp mở miệng tôi đã chặn họng anh ta. Tôi không quan tâm cậu nói gì nữa đâu Tom, không đời nào tôi tập sớm hơn 5:30 đâu. Chưa dừng lại ở đó, cũng giống như siêu sao của Man United, Tom Brady luôn tự đặt mình chế độ ăn uống khá hà khắc. Đầu bếp riêng Alan Campbell hé lộ tới 80% thực phẩm mà Brady nạp vào người là rau. Anh uống rất nhiều nước mỗi ngày và thường xuyên ăn cá và hoa quả. Danh sách những đồ ăn thức uống mà Brady không sử dụng có thể khiến nhiều người bị sốc. Việc một vận động viên hạn chế dùng đồ uống có cồn, đồ ăn vặt, đồ ngọt là có thể hiểu được, nhưng Brady còn nghiêm khắc hơn thế. Không chỉ nghiêm khắc trong chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, điều quan trọng bậc nhất làm nên huyền thoại Tom Brady chính là sự chăm chỉ trong tập luyện. Bill Belichick, huấn luyện viên của Patriots từ năm 2000, từng chia sẻ với phóng viên Suzy Wen của CNBC rằng Tom Brady không phải là một thiên tài bóng bầu dục, anh ta không giỏi bẩm sinh. Thế nhưng Tom sở hữu những phẩm chất làm nên một cầu thủ vĩ đại. Cậu ấy chưa giỏi khi mới tới Patriots, thậm chí phải nói là thua xa trình độ hiện tại cả mấy dặm đấy. Nhưng Tom làm việc rất chăm chỉ, cậu ấy tập luyện nhiều hơn và nặng nề hơn bất kỳ ai trong đội và xứng đáng với mọi thành công hiện tại. Bên cạnh đó, tư duy chiến thuật cũng là điều làm nên một Tom Brady xuất sắc ở trên sân. Trên sân, cậu ấy nhìn thấy rất nhiều thứ và có khả năng tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ một cách nhanh chóng. Tom có tư duy chơi bóng tuyệt vời và hiểu rõ lối chơi của cả đội bóng lẫn đối thủ. Và điều quan trọng hơn cả chính là khát khao với chiến thắng đến mức ám ảnh của Tom. Trên sân, Brady luôn nổi tiếng giàu nhiệt huyết và thích văng tục để xả cơn giận dữ. Anh từng tự thừa nhận ghét cảm giác thua cuộc và phải rèn luyện ngôn ngữ thân thể để không khiến các đồng đội quá khiếp đảm. Chính sự đòi hỏi cao độ của Brady khiến các đồng đội giỏi hơn. Mỗi trận đấu tập với họ đều chẳng khác gì một trận đấu chính thức khi có Brady ở trên sân. The Business Insider từng tiết lộ rằng Brady đã chi 60 triệu đô la Mỹ tiền lương trong hợp đồng để giúp đội bóng có tiền tăng cường lực lượng. Vĩ đại có lẽ là từ chính xác dành cho Tom Brady. Không chỉ là một cầu thủ bóng bầu dục thành công nhất mọi thời, mà ở Tom, đó còn là một phong cách sống, một tấm gương tuyệt vời cho bất kỳ ai theo nghiệp thể thao.